Taka xin kính chào các bạn khán giả yêu quý. Các bạn thân mến, trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của mình, loài người đã trải qua vô vàn những cuộc chiến tranh đầy khốc liệt. Và khi một trận chiến đầy lửa nổ ra, ngoài sự chuẩn bị sẵn sàng về mặt quân đội hay lương thảo, chắc chắn là mỗi nước còn phải trang bị cho mình những vũ khí chiến đấu lợi hại nữa, phải không nào? Dù vậy là chắc chắn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng những vũ khí chiến đấu siêu hạng với sức sát thương và công phá khủng khiếp nhất thực chất là đã tồn tại từ tận thời cổ đại xa lắc xa lờ rồi. Vậy thì chẳng lý do gì mà ngày hôm nay chúng ta lại không tìm hiểu về chủ đề này, phải không nào? Các bạn đã sẵn sàng hay chưa? Hãy cùng Taka đến với 7 loại vũ khí đáng sợ đã xuất hiện từ thời cổ đại với một sức công phá kinh hoàng. Đầu tiên thì chúng ta hãy đến với một loại vũ khí được gọi là tháp công thành. Người Hy Lạp gọi tháp công thành là Helepolis và từng sử dụng loại vũ khí này trong trận chiến ở Hy Lạp từ tận những năm 300 trước công nguyên. Về cơ bản, thứ vũ khí này được thiết kế cho việc áp sát và xâm nhập vào những tòa thành cao kẻ thù. Nhìn tổng thể, tháp công thành là một cấu trúc tháp gỗ được dựng trên 4 bánh xe hoặc là nhiều hơn nữa, được trang bị bánh xe và dùng sức người để di chuyển. Trên tháp cỡ lớn có nhiều cửa sổ để cung thủ và các loại vũ khí yểm trợ hạng nặng khai hỏa. Khi tháp áp sát vào tường thành, một cầu ván sẽ được hạ xuống và quân công thành sẽ tràn qua tường thành bằng ván. Không chỉ có như vậy, một tháp công thành có thể biến thành nhiều tầng và tạo ra cú đấm ngàn cân được trang bị ở tầng dưới cùng, thiết kế vốn rất là phổ biến trong quân đội của La Mã. 2. Máy bắn tên. Những cơn mưa tên thì không phải là thứ còn quá xa lạ trong những bộ phim về các cuộc chiến đầy lửa rồi, phải không nào? Theo đó, máy bắn tên là một loại vũ khí có mặt ở mọi nền văn minh cổ, được người Hy Lạp gọi là Palita. Ngắm kỹ một chút, cỗ máy này được làm chủ yếu từ gỗ bọc sắt. Ưu điểm của Palita là tính cơ động cao, độ chính xác và sức xuyên thấu mạnh hơn so với rất nhiều cỗ máy bắn đá sơ khai khác. Có thể là bạn đã nghe qua một loại máy bắn tên với tên gọi là Liên Châu Nỗ. Và những kết quả nghiên cứu khảo cổ học đã chứng minh việc danh tướng Cao Lỗ sáng chế ra loại nỏ bắn cùng lúc nhiều mũi tên là hoàn toàn có thật. Điều đó cũng cho thấy, cách đây hơn 2.000 năm, cha ông chúng ta đã đạt được một trình độ khoa học quân sự rất là cao. Đó là nền tảng cho sức mạnh chống ngoại xâm của dân tộc và vẫn được duy trì cho đến tận hôm nay. Theo đó, nỏ Liên Châu có thể bắn liên tục được những mũi tên lớn với khoảng cách xa gấp nhiều lần cung nỏ bình thường. Sau này thì cũng đã được Khổng Minh sử dụng trong một số trận đánh. Ở Việt Nam thời phong kiến, những chiếc máy bắn tên này cũng được sử dụng nhưng không quá rộng rãi. Theo An Nam Chí Lược và thời Trần, mỗi chiếc thuyền chiến đều được trang bị hai chiếc nỏ lớn bắn ra những mũi tên khổng lồ với đầu bọc ngạnh sắt để xuyên phá được thuyền địch. Ngoài ra thì quân đội cũng trang bị thêm những mũi tên kèm theo những chất dễ cháy để đốt được thuyền địch. 3. Móc Archimedes. Ít ai biết rằng nhà toán học kiêm chuyên gia phát minh lừng danh người Hy Lạp Archimedes đã phát triển ra nhiều loại vũ khí để hỗ trợ hệ thống phòng thủ tại quê hương ông ở thành phố Syracuse trên đảo Sicily. Theo đó, để ông phát minh ra một loại vũ khí rất lợi hại để chống lại sự tấn công của các chiến thuyền La Mã, mang tên là móc Archimedes. Công dụng chính của móc Archimedes là nhấc bổng những chiến thuyền của kẻ thù lên cao và rồi lật úp chúng xuống biển. Theo đó, móc Archimedes có cấu tạo thì khá đơn giản, gồm hệ thống cần trụ bằng gỗ, có dây chắc chắn và móc ở đầu, hoạt động theo nguyên lý đòn bẩy. Khi mà chiến thuyền La Mã áp sát đê biển, móc Archimedes sẽ được thả xuống để quặp vào thuyền địch, rồi nhấc bổng chúng lên khỏi mặt nước. Khi bị thả xuống biển, những chiến thuyền này sẽ bị lật hoặc ít nhất là va chạm mạnh với mặt nước và rồi vỡ tan. Quân địch ở trong thuyền cũng vì thế mà bị bắn tung ra ngoài. Nói về thứ vũ khí lạ lùng này, nhà sử học người La Mã Titus Livius cho rằng hạm đội La Mã đã hứng chịu thương vong khủng khiếp trước loại vũ khí kỳ lạ của Archimedes. Ngày nay, một nhóm các chuyên gia làm việc cho kênh truyền hình Discovery từng tái tạo móc Archimedes bằng cách vận dụng công nghệ thời đại đó, đồng thời thử dùng nó để lật úp bản sao một chiến thuyền La Mã. Kết quả chứng thực rằng móc Archimedes quả thực là một vũ khí cực kỳ hữu hiệu. 4. Gương hội tụ ánh sáng mặt trời. Lại thêm một loại vũ khí nữa được sáng chế bởi khối óc đại tài mang tên là Archimedes. Theo đó, kể từ năm 218 đến 202 trước công nguyên, người La Mã đã liên tục mở ra cuộc tấn công nhằm xâm chiếm thành Syracuse. Để bảo vệ thành phố của mình, Archimedes được cho là đã phát minh ra một loại vũ khí kỳ lạ nhằm chống lại sự tấn công của chiến thuyền La Mã. Ở thời điểm ấy,
người ta gọi nó là vũ khí tia nhiệt. Theo đó, hàng loạt tấm gương sẽ được đặt ở vị trí chiến lược nhằm hội tụ ánh sáng mặt trời và một điểm trên chiến thuyền gỗ của địch và rồi thiêu rụi nó. Cơ chế này tương tự như việc dùng kính lúp đốt cháy tờ giấy dưới ánh nắng mặt trời vậy. Ở một diễn biến khác, hầu hết chiến thuyền La Mã thời đó đều có phủ một lớp hắc ín để giúp bịt kín các kẽ hở nhằm ngăn nước tràn vào trong thuyền. Tuy nhiên, chính lớp hắc ín này khiến thuyền vô cùng dễ cháy khi bị chiếu tia nhiệt. Dù vậy, các nhà sử học cho rằng loại vũ khí này quá khó để có thể áp dụng rộng rãi thực tế, bởi vì nó phụ thuộc vào vị trí của mặt trời, cũng như đòi hỏi bầu trời phải quang mây, hoặc là chỉ áp dụng với các mục tiêu đang đứng yên. Tác dụng như thực tế của nó chỉ là làm lóa mắt quân địch mà thôi. Thế nhưng thành thật mà nói, cũng không thể nào phủ nhận rằng gương chiếu tia nhiệt chính là tiền đề cho sự ra đời của vũ khí laser hiện đại ngày nay. 5. Súng phun lửa. Thật bất ngờ khi biết rằng các loại vũ khí phun lửa và chất lỏng gây cháy đã từng xuất hiện từ tận thời cổ đại. Nhưng mà chỉ đế quốc La Mã mới được cho là nơi phát minh ra một loại vũ khí phun lửa đặc biệt, vô cùng độc đáo, có tên là Naphtha, hay còn gọi là lửa Hy Lạp. Theo một số ghi chép, Naphtha sẽ được đốt cháy lên cho các bình đất sét. Sau đó người ta sẽ ném chúng bằng tay hoặc máy bắn đá để nhắm vào chiến thuyền, các phương tiện quân sự và binh sĩ của đối phương. Naphtha cũng được dùng như một số phiên bản sơ khai của súng phun lửa. Theo đó, các binh sĩ cổ đại sẽ đổ đầy naphtha vào các ống đồng lớn rồi đặt trên mũi chiến thuyền. Sau đó họ đầy hơi vào ống đồng để bắn chất lỏng gây cháy này sang thuyền của kẻ thù. Thêm một sự thật thú vị nữa, đó là naphtha chỉ thể dập tắt bằng cát chứ không thể nào dùng nước. Nếu dùng nước để dập lửa thì sẽ càng lan rộng và việc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa hết. Theo đánh giá các nhà sử học, naphtha chính là tiền thân của bom napalm ngày nay. Máy bắn đá Trebuchet là một trong những thứ vũ khí công thành đáng sợ nhất từng được đưa vào sử dụng trong thời kỳ Trung Cổ. Đến mức ở bất cứ nơi nào Trebuchet xuất hiện thì một điều chắc chắn rằng tương thành ở đó sẽ đổ dù cho nó kiên cố mức nào đi chăng nữa. Bạn có thể hình dung đơn giản như sau. Một chiếc máy bắn đá mini có thể ném những tảng đá nặng tới 140kg đi xa khoảng 300m. Còn đối với máy bắn đá Trebuchet, nó thực sự có thể bắn đi những tảng đá nặng đến 1.500kg và phá tan tất cả những gì trên đường đi của nó. Điển hình là trận đánh vào năm 1412 của vua Pháp Charles II hay trận bao vây Lipon vào năm 1147 cũng như vậy. Theo đó, cỗ máy hoạt động bằng nguyên lý cơ học về lực đòn bẩy. Cấu tạo của nó gồm sợi dây treo, cánh tay đòn và đối trọng nặng. Khi mà sợi dây treo và cánh tay đòn vung lên thành một tư thế thẳng đứng, đoạn cuối sợi dây treo tung ra đẩy tảng đá về phía mục tiêu với một sức mạnh đầy khủng khiếp. Trong lịch sử của Trung Quốc, trong cuộc vây hãm Phan Thành và Tương Dương, quân đội Mông Cổ ban đầu không thể nào chiếm được thành, mặc dù họ bao vây quân Tống nhiều năm trời. Cuối cùng họ phải mời hai kỹ sư người Ba Tư chế tạo những chiếc Trebuchet để tấn công. Và ngay sau đó cả thành trì đều trở thành những đống gạch vụn trước sức công phá khủng khiếp của Trebuchet. Và cuối cùng thì đó chính là súng thần công. Đây là loại vũ khí sử dụng thuốc súng hoặc các nhiên liệu có nguồn gốc chất nổ khác để đầy một viên đạn đi xa. Về cơ bản là bạn chỉ cần có một dàn thần công khoảng 10-20 khẩu là đủ để biến một thành phố cổ đại trở thành đống gạch vụn không hơn không kém. Theo đó, súng thần công được sử dụng lần đầu tiên ở Trung Quốc vào thời nhà Tống. Còn ở Việt Nam, súng thần công được sử dụng lần đầu dưới triều đại nhà Hồ. Trong cuộc kháng chiến cho quân Minh xâm lược, quân đội nhà Hồ nhờ sử dụng súng thần công do Hồ Quý Ly sáng chế đã khiến cho quân Minh hồn siêu phách lạc. Không chỉ có các nước châu Á mà phương Tây cũng từng sử dụng súng thần công trong cuộc chiến tranh của mình. Điển hình như trong trận Fridland vào năm 1807, súng thần công của Napoleon đã bắn khoảng 3.000 viên đạn tròn và 500 viên đạn chùm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân Nga, với 20.000 người thiệt mạng và bị thương. Thật là một sức công phá khủng khiếp, không thể nào đùa được, phải không nào? Vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về những loại vũ khí đáng sợ với sức công phá khủng khiếp đã xuất hiện từ thời cổ đại. Không biết là bạn thấy ấn tượng với loại vũ khí nào nhất? Hãy để lại comment xuống bên dưới video này cho Taka được biết với nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.